Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh channel của 23 Creative. Mình là Mỹ Bướm. Trong cái phiên livestream gần đây nhất của mình thì rất nhiều anh em ở trên kênh chat có yêu cầu và có muốn là mình hãy react lại bài mới nhất của Chipu là bài Talk to Me. Ok, ngày hôm nay thì mình sẽ xem thử cùng anh em xem bài Talk to Me thì nó sẽ như thế nào. Here we go. 3 2 1 we run. Talk to Me mở ngoặc lại là có nên dừng lại. What the hell? Tại sao lại như thế nhỉ? Theo như mình biết thì Talk to Me tức là nói với em đi, nhưng ở đây là có nên dừng lại. Đây rồi, rạp xiếc Trung ương hứa luôn. Trong khung cảnh rất là lãng mạn, trang trí màu sắc rất là đẹp. Một thanh niên đang phải ngồi bị chói SM Boy. Xua, ánh sáng bốc lên, khói hiện ra. Chipu đâu rồi? Giddy Chipu in the house. Chipu đeo chăn. Chắc chắn là chắc rạp xiếc luột đùa thề giống Ngọc Sơn dã man luôn đấy. Em hút con chăn này em cảm giác giống ngày xưa. Uầy, hóng showbiz. Chipu, từ hôm nay hãy gọi tôi là hoa hậu. Chi ơi, thực ra thì anh rất muốn gọi em với cái tên thật của em, đấy là Chi. Thực sự thì trước đến nay thì anh luôn luôn gọi là băn khoăn trong cái việc làm nào để gọi tên em, gọi làm nào để gọi cái chức danh của em ấy. Hot girl, diễn viên, ca sĩ, bây giờ là hoa hậu luôn. Ok, phải gọi là Chipu, phải gọi là toàn tài, toàn năng, perfect. Một cô gái toàn tài, toàn năng, perfect. Biết hát này, đẹp, biết diễn, lại còn hot nữa. Ui, làm nhau bây giờ nhỉ? Bây giờ như thế nào để anh lấy được một người như Chi? Chi ơi, ok. Yeah, anh sẽ xem tiếp. Mình đâu ai biết chưa. Zatboy nâng tạ. Thanh niên SM tặng hoa cho người khác rồi, Chipu ghen hứa. Ngày xưa Chipu với cả thanh niên kia là có yêu nhau, nhưng bây giờ thì chuyện tình của nó đã vỡ rồi. Dạn vỡ như cái bức hình treo ở cổ của Chi vậy. Thực ra mình thấy Chipu hát bài này cũng được mà anh em chê giọng Chipu hơi nhiều nhỉ. Đây là lúc mà thời kỳ hai người còn mặn nồng. Không khí rất là Hollywood luôn. Cầm tay em, tựa vai em, tặng hoa luôn. Anh biết hôm nay là 20 tháng 10. Nước Anh thì không có ngày 20 tháng 10 đâu. Phụ nữ Việt Nam chỉ có ở Việt Nam thôi. Nhưng anh vẫn tặng hoa em bởi vì anh nghiên cứu về em. Ui, có cô gái nào gọi là cưỡng lại được không? Anh quan tâm. Rát xịp. Đây rồi, thanh niên rát xịp đùa thế. Và cái xịp ống ánh này mà đi chơi với cả bạn gái thì thôi. Đêm Giáng sinh năm nay anh cho em đỏ nhất Hà Nội luôn. Đùa thề, quả xịp hấp dẫn thật đấy. Ôi giải núi đóng pha lê dã man được. Con gà. Tự nhiên trong một cái nhà ở đâu lại có con gà mọc ra. Ui, zip clip. Hay em ơi, đây rồi. Ngày xưa mày yêu tao, bây giờ mày bỏ tao đúng không? Bây giờ tao hỏi cung lại mày. Trong sự biến Chipu rap. Oh, illusion love like a fantasy. You love me but you hurt me. Oh, bravo. Bravo Chipu. Rap là hay luôn. Bây giờ ai clip sau hóng sâu biết Chipu 2 chấm hãy gọi tôi là rapper để tôi đi deep vào tất cả những cái thằng đang deep nhau ở trên bảng xếp hạng underground luôn. Ủa, hay Chipu người hơi nhỏ nhỉ. Nụ hôn này dẫn đến một cái kết cục không tốt đẹp cho thanh niên trai Tây kiểm tí nào, bị chói nhưng mà cũng phải chịu chấp nhận thôi. Đùa thề, Chipu người hơi nhỏ. Anh phải công nhận là em toàn thể còn cơ thể và con người của Chipu rất là đẹp. Có lẽ là ngoài trừ bộ ngực chưa được hấp dẫn cho lắm. Thế sau cái cảnh này không phải là mang con gà ra đâm nhỉ? Ui, anh em có nhìn thấy một hình ảnh gì không? Một người yêu cầm dao chuẩn bị ghen hay là vì bất kỳ một cái lý do gì đấy xong sắp sửa hóng showbiz. Chipu vừa mới tự gọi mình là rapper xong thì ngày hôm sau có một bài.
diễn viên xiếc của trường múa ABC chặt đầu bạn trai cho thùng rác. Một lời cảnh báo đấy, làm đàn ông con trai thì đừng có đi lừa dối bạn gái. For the gì đấy, mình muốn xem lại cái đấy. For the strong girl, yeah, be strong. Thật sự hay đây rồi. Bố múa xong bố xử lý này. Anh chẳng biết mình sai, em không quan tâm. Anh phải biết là em là anh sai. Và anh xin lỗi em đi. Tiki.vn vẫn còn quảng cáo rồi. Ui, vừa hôn em kia tặng hoa nghiền các kiểu xong bây giờ quay lại chị Vũ mặc bộ này thì ngược nghiền cho lại được. Dã man. SMF cho uống thuốc mê. Bây giờ ba mày hành hạ. Xong rồi. Mấy bạn nhảy của chị Vũ là hấp dẫn nhất luôn đấy. Ở nhảy đi. Ồ ồ ồ. Không hát à? Đợi hát mãi chả thấy hát thì nhảy cũng bình thường. Ui. Dừng lại. À, hóa ra bài này có nên dừng lại là bởi vì có mấy câu dừng lại. Dừng lại đây. À, rất cảm ơn thêm một lần nữa, rất cảm ơn tất cả các bạn đều chú ý quan tâm theo dõi và đón xem những cái clip reaction mới của K23 Creative do mình là bị bướm thực hiện. Thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng để ra thêm nhiều những clip nữa để cho anh em xem. Hoàn toàn thì những clip của mình, những cái, tất cả những cái nhận xét, những cái, tất cả những cái gọi là câu bình luận hay là như nào đấy, nó đều mang tính chất giải trí, vui vẻ và theo quan điểm cá nhân hoàn toàn 100% của mình, chứ không có ý công kích, đả kích bất kỳ một nghệ sĩ hay là một clip nào, một sản phẩm nào của bất kỳ đơn vị nào cả. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo của 23 Creative và Mỹ Bướm. Bye bye.